250 tới 300 á. Vào wow, mấy ảnh bò ngang nè các bạn. Cái này gì nè. Lần thứ hai mình làm cho đừng cho rớt ngồi xuống dưới đáy đó. Đó nó dễ ăn hơn. Thường thường thì nó lương của trò nó màu lớn á. Xin chào các bạn. Mình quay cái này là cái gì anh? Cá hả? Cá mình luộc chín rồi cho dưới thức ăn. Trộn vô cho nó dẻo mồi, khô mồi. Anh tên gì á? Siêng. Anh Siêng hả? Anh Siêng, mình quay cái này mình cho lươn ăn hả vậy anh Siêng? Cho lươn ăn. Nó thức ăn với cá thì nó bổ hơn, nó phát triển mạnh hơn. Cái này là cá với thức ăn mình trộn chung. Trộn chung rồi thêm men, xơi. Rồi bồi dưỡng trong nữa. Cái thao này nhỏ quá, mình cho ăn một mùng lương đủ không anh? Thì bao nhiêu mồi là tới 9 kg mồi. Cái mồi cho 120 kg. 120 kg giống. Anh em giật máy lên nghe các bạn. Mình nuôi được mấy cái mùng lương rồi anh? 4 mùng. 4 mùng lương. 4 mùng 120 kg giống. 4 mùng mà 120 kg. Đây mình luôn thưa cho nó màu lớn á. Dạ. Anh Siêng quay cá này xong mình lên cho con lươn ăn các bạn. Mình mất nhồi lại ha. Nhồi lại cho nó dễ dẻo mồi lại. Nhúng miếng nước. Cái này cái mồi của nó ăn gồm đầu cá với thức ăn. Cá mua nguyên con nó về mình luộc. Wow, mắc luộc nữa sao? Luộc một cho chín để ăn cho nó bảo đảm con lươn. Ăn là mình ăn cho ăn một chín luôn à. Rồi mình đi vô trong cái bọc lươn ảnh nha các bạn. Lúc này thằng em của mình là đem mồi vô để cho lươn ăn đó các bạn ơi. Tụi mình tới rồi, đây là mùng lươn nè các bạn ơi. Muốn nói cái ảnh nè, ảnh gà nè. Quen rồi sao anh? Quen.
nó từ 2 tháng lên là bút nước cái là nó bắt đầu thả mồi xuống cho lươn ăn nha các bạn. Đó, thả mồi xuống đó. Nó bò lên nó ăn hay sao anh chị? Lú đậu ra nó trường ở ngoài luôn mà. Trường ở ngoài bình thường luôn. Wow, ghê kìa. Bắt đầu bây giờ mới ảnh lớn lên ăn kìa. Mình có làm cái dĩ để Có dĩ luôn, có dĩ rừng. Quá nhiều các bạn ơi. Rất ngồi ở dưới đáy. Lúc này hơi chả nắng, không biết camera thấy rõ không nữa nè. Này nó hơi chả nắng. Lươn này nó là được 3 tháng rồi đó. Cái con lươn được cỡ nửa ký không anh chị? Chắc cũng cỡ đó rồi đó. 3 tháng 200g, 300g có luôn. 400g cũng có luôn. Lại chỗ này quay dễ hơn. Có nghe nói là cái giá lươn hiện tại cũng rất cao nha các bạn. Giá lươn hiện tại ở chợ đâu là khoảng trừ từ là 250 tới 300 á. Vào mấy ảnh bò ngang nè các bạn. Cái này gì nè. Nó giãn hơi to hơn chút xíu nữa thì nó. Cái mình nữa. Đưa tay xuống gần nó đụng có sao không? Nó cũng bình thường. Nó cạp cắn gì mình không? Lúc mà mình mới cho ăn thì mình để xuống hơi chậm tay thì nó hơi ngậm tay mình thôi. Chứ không có gì hết. Các bạn, ô luôn này bự to thế. Có con bự quá anh Thiên ơi. Đúng rồi. Con này bự chà bá luôn vậy. Mở đây luôn các bạn. Đây là cái bồn lươn của anh Xiên các bạn. Nếu mà một bớ cây cối khô chẳng hạn lục bình đi qua bên kia ha, còn cái nào nữa không chị? Qua đó. Đi qua đó ha. Lại đầu nó cái đầu đó trước. Đó, anh Xiên ở đây có hai cái bồn lươn nha các bạn. Hai cái bồn lươn. Xiên đây. Xiên có thể chia sẻ chút kinh nghiệm cho mọi người gần xa cũng như là buổi ban đầu cái con giống á. Mấy thì mình không có quẩn thì mình đi mua lươn xiệt. Lươn xiệt thì mình xử lý trước thì xử lý cái mùng lươn như mình mua thằng sắt, mua thuốc tím á. Thuốc tím mình xử lý ngâm nó. Nếu mà mình mua lươn xiệt thì liệu lươn nó có đủ khỏe để mình nuôi lâu dài không? Cũng được nữa. Nhưng mà mình mua thì mình nghe nó hơi nặng vốn thôi. Còn mình làm nhà thì nó vốn ít. Đây mình là trong quá trình nuôi nữa mình có cần dùng thuốc gì để hỗ trợ. Đây anh Xiên cho quanh cái mùng lươn mới. Mùng lươn đây nè, mùng lươn đây là nó ăn rất là không hơn bớt. Mình cũng con giống này mình thả lượt ha anh. Con giống này mình thả sao nè, mới có 2 tháng à. Hôm nay thì ổng số lượng ổng có 30 mấy ký chứ ký mà, nhưng mà cái đầu con nó nhiều. Lươn nó nhỏ đó, cái đầu con nó nhiều. Rồi sao mình phải để cái vạc đó gì anh Xuyên? Vạc nào? Vạc mà để cái cục ăn thức ăn kìa. Cái đó là mình cái dĩ, cái đó mình làm cho đừng cho rớt ngồi xuống dưới đáy đó. Đó nó dễ ăn hơn. Thường thường thì nó lươn của nó ăn ở dưới lên mà. Cái kỹ thuật nuôi lươn của anh nó khác người ta, cái khác là em thấy người ta có để đất á. Đúng rồi, có nuôi đất nữa vậy. Nuôi đất không có đất, tại vì mình không có đất rồi mình phải nuôi kỹ thuật khác. Nuôi đất không hết chứ. Nuôi gì thấy con lươn nó sạch hơn sao? Sạch hơn. Mình thay nước mới thì ngày nào là con lươn nhìn nó cũng. Mà thay nước mới là cho em hỏi bao lâu anh thay lần? Ngày nào cũng thay nước mới hết. Nuôi bây giờ là phải có kỹ thuật. Ngày nào nước này là mình bơm nước sông lên hay sao? Nước sông rồi mà. Đây mình ở đồng quê. Đồng quê thì mình thay nước sông lên mà. Chứ không có xử lý nước, chỉ xử lý lúc đầu mà lâu lâu mình xử lý trong mùng mà. Anh làm cái nghề lươn này bao lâu rồi anh Xuyên? Cũng khoảng chục năm rồi đó. Wow. Nghề này cũng thấy ổn ha anh? Cũng ổn. Được rồi, 40 kg mà được bán được 200 mấy chục kg. 40 kg giống. Wow. Cái giống mà được 200 mấy cái cục thịt. Vậy là mình cũng có thu nhập hả anh Xuyên? Có. Cũng được rồi, cũng có lý. Cái kỹ thuật của anh nuôi thấy em nè. Thì mình gì, mỗi người thích ai thích cái gì thì mình người thì ru bao, người thì có đất có trống. Mình chắc người thì chắc gà. Nhưng mình không có đủ phương tiện thì mình làm trà cho nó đơn giản hơn. Mà ăn thua của mình. Mà phía dưới mình có đất không hay là cây không anh? Cây không mà. Wow.
Bởi vì mình ngày nào mình thay nước mới á, lương của nó khỏe hơn. Vậy là anh để cây là bắt buộc phải thay nước mới, còn để đất thì lâu hả? Để đất thì bây giờ cái ổng cũng bắt buộc, ổng cũng thay nước mới luôn, ngày nào cũng thay nước mới hết. Nói thật bây giờ nó khác hơn mỗi lần, không phải như mỗi lần mà mình để 2-3 bữa. Đậu đây đường quá trời. Mỗi lần để 2-3 bữa chứ giờ là ngày nào cũng thay nước mới hết. Khô quá, đập nước cho chú chưa? Nhìn con lươn ở trong đây nó sạch con lươn nó khỏe. Nước nó trong nó sạch. Mà anh cho hồi sáng giờ anh thay nước chưa? Thay rồi đó. Sáng là khoảng 6 giờ rưỡi là mình thay nước nước mới rồi đó. Các bạn lương mấy anh này mấy ngày nào mình cũng thay nước mới gì đó là lương của nó hết luôn chưa? Hay là còn cái mùng khác? Còn cái... mình quay hai mùng này thôi. Rồi. Rồi. Đây mấy mùng kia cho trễ. Dạ. Cái mùng phía bên đây thì con lươn nó hơi nhỏ hơn phía bên kia các bạn ơi. Cái này mới 22 tháng hả? Nè, nó nhỏ hơn mà làm như nó dạng hơn vậy đó. Dạng hơn. Mấy anh bự bên kia mà anh nhát mình chốt hết trơn rồi. Cái này mà bao lâu mình mới thu nó bán à? Nếu mà nuôi là khoảng từ 8 tháng ăn lên. 8 tháng lên nó mới đạt. 8 tháng là con lươn mình nó nặng cỡ bao nhiêu anh? Khoảng từ nửa ký ăn lên. Từ nửa ký ăn lên. Chứ không phải mình đợi có giá mình mới thu cho anh xem. Dầu cho có giá bao nhiêu gì mà giờ mình cũng không ra hết. Tại vì con lươn nó còn nhỏ. Chừng nào nó đạt mình thấy là đạt trứng. Cái này mình bán là xuất khẩu hay mình bán cho chợ? Thì mình bán cho dừa thì nó chuyển đi xuất khẩu á. Đi xuất khẩu rằng nó chuyển đi qua nước ngoài mà. Thì lương là lương xuất mà. Đây là bạn Xuyên nha các bạn. Xuyên ơi. Kinh nghiệm lương được bao nhiêu năm rồi? Khoảng chục năm rồi đó. Kinh nghiệm nuôi lươn được 10 năm. Nuôi lươn được 10 năm chinh chiến ở với mấy cái mùng lươn nha. Đeo theo nó không đó. Cái này anh quay nó thấy rõ hơn nè. Wow, các bạn ở dưới cái dĩ. Cái dĩ này lươn nó chui đâu bạn, chui đầu lên ăn. Có thấy mình chọc chọc tháng mà nó được 3 tháng rồi đó. Nó mình lên được 4 tháng. Ảnh nuôi không có cần dùng đất nha các bạn. Chỉ để gỗ cây này kia thôi mới gì cái lươn mình thấy sạch. Cũng đơn giản. Chứ không phải nhiều lần mà cực khổ đi dắt đất đi mua đất đâu. Giờ là nuôi rất đơn giản. Vậy là kỹ thuật mới như thế nào luôn, tiện chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thật bây giờ thì mình đi kiếm cây ở ngoài đồng đó, để như đương điển ai như là ba cái sậy vậy đó. Mình đương điển thì mình đem vô liền, còn sậy thì mình phải phơi khô. Phơi khô mình nuôi nó hay. Chứ sậy thì mình đừng có nuôi tư để tư thì nó dở. Phải để cho phơi khô mình đem vô rồi mình phải để cho một khoảng 20 ngày sau vậy đó. Mỗi lần á mình nuôi đất là nó cũng nó bị gãy nhiều hơn, còn bây giờ mình nuôi kỹ thuật này là nó ít. Như vậy là mình áp dụng kỹ thuật mới bây giờ rất tốt đó các bạn ơi. Hình như là rất như là thành công đó. Nói vậy là bây giờ là mình không có để đất vô trong hả? Cũng nếu mà có đất thì mình để cũng được, còn hồi bây giờ mình không có thì mình mấy làm kỹ thuật mới. Thực mới thì mình để chà ở chỗ mà. Vậy là mình chắc chà chứ không cần thiết đất luôn ha. Không cần thiết đất. Nói như vậy là muốn giữ cái mùng lươn cho được sạch sẽ đó các bạn. Sạch cho nó sạch nước á, nước cho tốt nước. Luôn tiện đó là hình như là bạn Xuyên có chia sẻ đó là hàng ngày là mình phải đều thay nước hết phải không? Thay nước. Đây là cái mùng lươn của anh Xuyên các bạn, hai cái mùng lươn. Cảm ơn Xuyên đã chia sẻ về kinh nghiệm nuôi lươn của mình. Cảm ơn nha. Mình quen thì mình dở là bình thường à. Chứ không có gì chứ. Chứ mình như tỷ như hồi nào giờ mà mấy thì mình hồn á. Hết hồn mình. Lần đầu tiên cho chắc mình cũng sợ ha. Lúc đầu lươn cũng nhỏ. Đúng rồi, lúc lươn giống thì nó khoảng 30 35 con ký đó. Còn lươn 30 35 con ký thì 35 ký thì sẽ tính ra cũng 1000 mấy đó.